cây gì không? Cây gì không? Bình thường á, bình thường thì dục cái con ra xà này vô một cái góc xó, giờ tự nhiên cái muốn ra xà có được không? But you have everything. Yeah, but usually you just leave it at a corner. You don't play and with you it never taught. Yeah, you. That's okay. She can have it. No. Why? Can we share? No. Can we share? Okay, okay. Do you Please. Want? Do you want her to go home? No. Do you want her to go home? Con có muốn A Trì đi về nhà không? Do you want her to go home? But she wants to play with it right now, so why can't you let her play Qua with it? Qua cái dành đồ chơi không? Rồi, A Trì sẽ đem tới đưa cho con nè. A Trì đem tới đưa cho. Yeah. Okay, then let her play with it for a little bit, and then when she's done playing with it, then you can play with it. Yeah. Can you go and play with it together? Yeah, go down and play with it. Xuống đây con, xuống chơi chung đi con. Xuống chơi chung này, đúng rồi. Good job. It is yours. That's okay to let people share. Yeah. No, Daddy. What do you mean no? Share. Sharing is caring. Con nghe mẹ nói nè. Cái con này là của ai? Cái con này của ai? Daddy. See, she's giving you, she's doing it. Bida, 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 bida. Daddy, Daddy, Daddy. Con kêu mẹ Daddy hả? Yeah. Vậy mẹ sẽ kêu con là Audrey. Audrey, Audrey, Audrey. Nhẹ nhẹ thôi nha, nhẹ thôi nha. Giỡn là mình đánh nhẹ thôi nha. Audrey. Cô chú ơi, đây là Audrey. Cô chú ơi, đây là Audrey. Boobie. I'm a long dress. Đây là Audrey. Đây là Audrey của cô. Nó nghe nè, hồi nãy mình mới vừa nhận được một cái thùng đồ mà ba chở về nhà rồi. Cái thùng đó hình như nó là cái một cái món quà gì dành cho chay á, mà cô chú gửi tới cái tiệm của mẹ luôn nè, cô chú gửi tới cái business luôn nè. Mà sao cô biết biết địa chỉ rồi ta, cô gửi tới business. Tự nhiên hồi nãy á, cái đàn Ngọc đang ngồi trong đây á, cái tự nhiên cái chú đã đem vô chiêu Ngọc đó. Ủa Ngọc đâu có order cái gì về tới đây đâu ta? Nếu mà order phải order về tới nhà chứ. I like the pop lollipop. Lollipop. Yeah, booty. I mean Daddy. Yeah, Audrey. Okay, Daddy. Okay, Audrey. Con kêu mẹ Audrey nè. Yeah. Con sẽ kêu mẹ sẽ kêu con là Daddy. Hey, Daddy. No, I'm not Daddy. I'm Jamie. No, con là Daddy. No, I'm Jamie. Không, con là Daddy của mẹ. No, không. I'm Jamie. Không, mẹ sẽ kêu con là Mommy. Jamie. Mẹ sẽ kêu Jamie. Mommy. Daddy. Okay. No. Ba đâu ta, sao ba lâu ra dữ vậy? Sao ba lâu ra quá vậy? Booty. Chạy đi, sao ba lâu ra? Are you ready? Yes. No touch. Okay, Daddy. Này quà của chay nè cô chú ơi. Quà gì ta? Quà gì á? Hold on. You gotta break the tape. Đó. Than. Trời ơi, cái quà gì mà đâu gói kỹ dữ rồi ta? Yeah. Quà gói kỹ quá ta. Baby, để chay à, kỳ ghê á. Wait. Don't jump around when I have the knife in my hand, okay, JD? I don't want to accidentally stab you. Dạ ba. Wow. Oh my goodness. Chạy đi, bé đi. Trời đất. Oh, you want the green monster? Yeah. Wow, cái này là của Genie có nè, phải không? It's bigger than you, JD. No, you know what? The genie had the smaller one. JD now, JD had the biggest one. Con có muốn mẹ mày chụp tấm hình này mày gỡ. Nó nghe nè, con có muốn mày chụp tấm hình này mày gỡ qua cho genie không? Dạ không. Gỡ qua cho genie nó gì ơi, genie hồi bữa con năn nỉ của genie ha.
mà hả con không cơ cơ gì đi, không cho con mượn ngủ ha. Là giờ coi con này, con có con bự luôn, cái con này là nó ngủ là nó chiếm chỗ mẹ con. Ồ, rồi vậy Ngọc Lâm, Ngọc biết cái chị nào, Ngọc biết cái chị nào là người gửi cái này cho chay rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Rồi đất ơi. Trời ơi, con cảm ơn. Bây giờ đây, 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 quên nữa. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Con khoanh tay lại, con nhìn vô camera, con nói con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Nhiều lắm. Đúng rồi. Trời ơi. Nó xin, nó mượn dì Ni, nó lại, nó hung dì Ni, nó năn nỉ dì Ni để nó ôm tối, nó ngủ dì Ni không cho mượn. Bây giờ nó được một con bự chà bá lửa luôn. Trời ơi, xin sướng dữ rồi ta ơi. Bồng em vậy rồi bồng nổi không? Trời ơi, con không có con bồng em vậy không nổi luôn hả? Cho em ngồi dậy đi. Trời đất ơi, bự quá trời bự luôn rồi. Sướng quá trời ơi, chay nó sướng ghê luôn á. Có cho Adri mượn không? Dạ không. Trời 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 trời. Can we share? À, con bước ra đi, con bước ra đi, bước ra, bước ra, bước ra, bước ra, bước ra, bước mạnh ra. You can do it. Trời ơi. Đã ê á. Oh wow. Wow, that's huge, JD. Yeah, it's bigger than you. Con có thích không? Làm sao, làm gì? Làm gì? Cái con này tên là Su Lì. Con này tên là Su Ba Lì. Ủa nó ôm chay kìa. Trời ơi, I love you được nữa chứ. Ớ ngăn không? À, ôi đất ơi, sướng ta ơi. Đã quá, chút nữa mày chụp tấm hình nè, mày gửi qua cho dì Ni luôn. Mày nói là dì Ni thấy chưa, chay có con bự luôn. Ôi, nó hồi bữa đó nó mượn dì Ni là nó hả, nó nói dì Ni ơi. Con đâu có không, cái cô này tên gì mẹ quên mất tiêu, cô hay comment ở trên cái video của mẹ đó. Mà mẹ nhớ cái mẹ nhớ rõ là cái ảnh hình của cô luôn mà mẹ không có nhớ tên. Hồi bữa là cô có nói mẹ là cô muốn gửi này cho chay nè. Đây nè, không mà bây giờ mẹ nói cho con nghe nè. Con mẹ nói cho con nghe nè. Mẹ nói cho con nghe nè, chay chay. Không, con phải trầm tĩnh lại. Mẹ cần nói một cái chuyện này rất là quan trọng. Con phải ngồi xuống trầm tĩnh lại cho mẹ. Đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Ngồi xuống. You need to listen to mommy. Con có thấy là cô chú thương con không? Rồi, không không, con phải, mẹ cần con trầm tĩnh lại nè, mẹ mới nói chuyện được. Chứ còn mà nhảy nhảy vậy là con mẹ biết con không có nghe mẹ. Nhưng mà mẹ nói cho con nghe nè, cô chú ông bà thương con lắm. Nên là con phải ngoan nghe chưa. Trời ơi, I love you monster. Con phải nghe lời mẹ nghe chưa. Con phải nghe lời mẹ nghe chưa con. Con mà không nghe lời mẹ là cô chú buồn lắm đó nghe chay nha. Con không nghe lời mẹ là cô chú sẽ buồn lắm nghe không chay. Con dạ mẹ đi con. Đúng rồi. Con phải giữ đồ chơi nghe không. Cô chú thương con, cô chú mua đồ chơi. Con chơi con phải biết giữ gìn nghe không. À, trời trời trời. Dạ mẹ. Cái gì? Âm phai là gì? Trời ơi, con nói nó đè nhỏ kìa. Trời ơi, con đâu có đè em vậy. Con chơi với em, con chơi nhẹ nhàng chứ con sao con đâu đè em vậy. Trời ơi, con having fun đó hả? Con đè em vậy mà con nói con vui hả? Ôi ôi, em không, em có em không? Chó này tối nay cho mẹ mượn mẹ ôm em ngủ chút nha. Mẹ không có con nào hả? Trời ơi, sao con sướng vậy? Con có quá trời luôn mà mẹ không có con nào vậy? Thôi vậy tối nay mẹ ôm chay nha. Là sao? Thôi vậy tối nay mẹ ôm có con Russia ngủ. Ok. Rồi rồi, ok, tối nay mẹ ôm Russia, con cọp Russia mẹ ngủ. Nói tiếng Việt. Wow, đã thế ta. Bubble one sao? Wow.
Đã ghê ta ơi. Chay chay cái con này tên là Su Lì nghe chay. Ờ. Right, đúng rồi, Su Lì. Right, oh, that's right. Giống y như là chay đì vậy đó. Con này là Su Lì. Là cái con su mà nó lì á chay, biết không? Su nó lì giống như con su nhà của bà ngoại Năm vậy đó. Phải không? No, không phải hả? Mommy. Remember, okay? Remember gì, nhớ gì? Remember gì? Mommy, à con nhảy lên người mẹ giống như con đang nhảy lên người của con monster này, phải không? Yeah. Ừ. Đó con ngồi lên mặt mẹ luôn vậy luôn á. Rồi giờ mẹ nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. À cái này giống như cái gói ôm vậy, đúng rồi, cái gói vậy đó con. Đó. Nói tầm bậy. Mà con có thích không? Dạ mẹ phải không? JD stop that. Con mà nói nữa là mẹ mét ba đó. Ba ơi. Chay nó nói tầm bậy nè ba ơi. Không mẹ. Không mẹ ơi phải không? Ê nó nghe nè, bẻ cái cổ áo xuống đi con bẻ cái cổ áo con xuống đi. Con bẻ cái cổ áo con xuống kìa. Đúng rồi, bẻ xuống, bẻ cái cổ áo xuống. Bẻ xuống vậy nè con, bẻ vậy nè con. Bẻ vậy đó. Cái cổ áo xung quanh cái cổ con đây nè, đây nè. Cái cổ áo là cái này nè con. Đây, cái này nè con. Bẻ xuống. Đó, à, bẻ cái cổ xuống nè con. Rồi, ok. Rồi tối nay con ngủ với em Su Lì nha. Có gì con ngủ với A Trì hả? Dạ. Chứ ngủ mẹ ai? Ngủ ba, ngủ với mẹ với ba hả? Dạ. Rồi em Su Lì này ngủ đâu? Ngủ cái my bedroom. À ngủ trong phòng của con hả? Dạ. Ủa con không cho em Su Lì ngủ con hả? Dạ. Trời ơi, cô cưng chay ghê chưa? Cô mua cho chay cái con gấu bự dữ trời. Nhớ là phải ngoan nghe chưa? Con được nhiều đồ chơi là con phải ngoan nghe không? Dạ, ta đập á. Ăn đập á. Trời ơi coi nè, con móng tay của em này chay nè. Các em này nhìn mặt rất mắc cười lắm, em này nhìn mặt khờ khờ lắm. Đó, em mặt khờ nè. Rồi. Ôi ơi em ghê quá em ơi, em mạnh quá. Ôi chay bồng em nổi luôn kìa cô chú ơi, cô chú coi chay bồng em kìa. Wow mạnh dữ rồi ta, hèn chi nó. Ủa cái thùng gì mà bự dữ rồi trời, chỉ có cái em này trong đó thôi mà nó bự vậy đó. Boom. Chay mà bởi vậy chay là phải mua nhà thiệt bự. Phải có cái phòng đồ này kia cho nó trưng hết cái đồ chơi này vô trong đó. Vô một cái phòng cho nó là đúng một cái phòng đồ chơi. Nó vô là nó nhảy vô trong đó là đồ chơi không. Mới đúng là của nó luôn á. Mẹ cho mẹ ngồi trên em chứ nha. Dạ không mẹ. Hả? Dạ không mẹ. Dạ không mẹ. Hả? Not. Ồ cái con này là belong to con hả? Dạ. Cái con này là thuộc về con á hả? Dạ, belong to happy. Vậy ai thuộc về mẹ? Rasha. Rasha là của mẹ hả? Dạ. Ủa vậy sao xong qua mẹ nhớ là con dành con Rasha với lại Adri mà. Con vậy mày đem Rasha cho Adri nha. Ồ, ba sẽ không cho hả? Dạ mẹ. Take it away. À. Vậy sao? Mom, because I don't want. Chay là cho nó đi học. Cho nó đi học nó mới biết được cái tính mà chia sẻ. Chứ còn mà giờ ở nhà mình là cái gì cũng của nó, con nó cũng cho nó không là nó chưa biết được cái tính chia sẻ đâu. Phải đi ra một cái vô trường học nha. Stop gì? Stop talking to me. Vô duyên quá, mẹ đang kể chuyện cho cô chú nghe. Nó nói mẹ đừng có nói nữa.
Cái xong mà cái ra ha, ra đó chỗ tới chỗ học ha, một đám quá trời bạn luôn, quá trời nít luôn ha, là phải chia sẻ đồ đồ chơi đồ đồ nó mới học được, chứ còn giờ là khó lắm. Đứa con duy nhất với lại á hả, đồ chơi đồ đồ này kia nhiều nè, nên là khó lắm để cho nó. Giống như A Trì cũng vậy, qua nhà A Trì cũng, nhưng mà A Trì là tính ra là nó đi học rồi đó nha, cũng nó đi học từ hồi lúc mà còn nhỏ tới giờ đó, mà ăn chay qua nhà nó cũng vẫn không chia sẻ đồ chơi, có nghĩa là con nít đó là ăn vậy đó. Còn chay nào giờ nó ở nhà mẹ không à, nhà mẹ từ sáng tới tối, rồi cái đồ chơi cô chú cho, rồi mẹ với ba mua đồ chơi, rồi cái gì cũng thuộc về nó, nên là rất là khó luôn. Đứa con nít. Rồi, con bông bông mà, con bông lên. Bông lên đi, bông đi. À, con cầm cái camera rồi mẹ bỏ lên phone. Rồi, cầm lên đi. Cầm camera cho mẹ. Đứng lại nè, đứng đây nè. Rồi, quay cho mẹ nha. Để cái tay dưới này nè, để cái tay dưới này. Rồi, đó. Rồi, ê, lấy tay ra con đó. Để cầm chai gì nè. Đó, đúng rồi. Cầm như vậy, quay nha. Rồi, tới mẹ đây, mẹ bóc em lên cho con nha. Yeah. Rồi, ok. Yeah, thấy giờ con thấy mình làm nhẹ nhàng không? Thấy mình làm nhẹ nhàng không? Rồi, cảm ơn nha. Con coi chừng ra con té nha con. Ủa sao kỳ vậy? Con mới kêu mẹ làm giùm con, giờ con phả em xuống đất. À, con vui hả? Con chơi với em mà. Ok. Thôi bây giờ để mẹ chuẩn bị làm video để mẹ edit lên, để mẹ đăng lên cho cô chú coi nha. Cảm ơn chay rất là nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều đã mua cho chay cái này nha. Cảm ơn cô. Nói đi con. Lớn lên. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ chào tạm biệt cô nha.